Xin kính chào tất cả mọi người. Tối hôm nay chúng ta sẽ có chương trình 8 cuối tuần. Chương trình 8 cuối tuần tối hôm nay sẽ diễn ra trong một cái tình huống khá là đặc biệt. Hiện nay thì ở thành phố Hồ Chí Minh, mọi người đang phải tập trung cho công việc chuẩn bị đón cơn bão lớn đi vào khu vực phía miền Nam này. Và chiều hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố đã gửi tin nhắn đến cho từng người một với nội dung là cảnh báo về cơn bão số 9 và nhắc mọi người cẩn thận phòng chống bão. Đó là tình hình chung ở trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Và hiện nay thì mọi người đang phải chăm chú. Xin chào chị Phạm Thị Thúy. Mọi người đang phải chuẩn bị tinh thần cho một cơn bão sẽ đổ bộ vào tối hôm nay. Đó là cái tình hình đặc biệt ngày thứ nhất. Cái thứ hai thì trong buổi tối ngày hôm nay, vào thời điểm này thì đang diễn ra một cuộc trận đấu bóng đá cũng khá là quan trọng của đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Campuchia. Hiện nay tỷ số đang là 3-0, và nếu vẫn giữ vững được tỷ số này cho tới cuối trận thì Việt Nam sẽ vào bán kết của AFF Cup với ngôi vị đầu bảng. Tôi không rõ là hiện nay âm thanh thì các bạn nghe được có rõ hay không. Nếu các bạn nghe âm thanh tốt thì xin vui lòng thông báo để chúng ta có thể thực hiện tốt cái buổi tám cuối tuần ngày hôm nay. Đó là tình hình chung trong xã hội. Tuy nhiên, cái vấn đề mà chúng ta quan tâm tối hôm nay đó là một cô bé đã làm thay đổi cái quan điểm giáo dục của chính người đang tám với các bạn. Vì sao tôi chọn đề tài này? Bởi vì ngày hôm nay khi đang chuẩn bị nội dung cho buổi tám tối hôm nay thì tôi đọc được ba thông tin có liên quan đến cách ứng xử, và đặc biệt trong đó có hai thông tin liên quan trực tiếp đến ngành giáo dục của chúng ta. Cái thông tin thứ nhất, một cái thông tin khá là đau lòng cho những người làm công tác giáo dục. Có lẽ khá nhiều người cũng sẽ nghĩ rằng là chuyện này đã thường xảy ra rồi. Nhưng chúng ta vẫn phải nói đi nói lại. Đó là chuyện một cô giáo đã bắt tất cả lớp cùng tát một em học sinh. Và người ta thống kê rằng cô giáo đó đã bắt cả lớp tát em học sinh đó hơn 200 cái tát. Chỉ vì em đó có một khuyết điểm. Khuyết điểm đó làm ảnh hưởng đến cái phong trào thi đua của lớp, ảnh hưởng đến phong trào thi đua của trường. Và theo thông tin chúng tôi biết được thì trường đó đang chuẩn bị để đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ cấp độ 2. Và ngay cả khi sự việc đã xảy ra rồi và chia sẻ với các nhà báo về cái sự việc đó thì cái người hiệu trưởng của ngôi trường đó cũng không hề có một cái gì đó gọi là quan tâm đến em học sinh, mà hiệu trưởng chỉ nói với các nhà báo rằng xin các nhà báo đừng có đưa cái thông tin này lên báo chí, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái danh hiệu của nhà trường chỉ vì sai sót của một cô giáo đối với em học sinh, mà nó làm ảnh hưởng đến công sức của bao nhiêu người trong môi trường đó, làm ảnh hưởng đến việc công nhận trường chọn quốc gia của ngôi trường. Có nghĩa là trong cặp mắt của người hiệu trưởng đó, họ không cảm thấy cái chuyện mà một học sinh của cô ta bị các bạn cùng lớp tát 200 cái như theo lệnh của cô giáo là một điều gì kinh khủng, mà họ chỉ lo, mà người hiệu trưởng đó chỉ lo nghĩ đến chuyện ảnh hưởng đến phong trào thi đua, ảnh hưởng đến danh hiệu của nhà trường. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai cũng liên quan đến giáo dục, mà liên quan đến một cái tạm coi là cái máy cái của ngành giáo dục. Nếu các bạn lên báo Một Thế Giới, các bạn đọc thì các bạn sẽ thấy một cái thông tin, đó là một giảng viên của khoa công nghệ thông tin của Học viện Giáo dục và đã trong một buổi họp rút kinh nghiệm, góp ý cho tổ trưởng của cái tổ mà công nghệ thông tin đó, thì đã xảy ra xô xát với trưởng khoa, và cái vị giảng viên đó đã đấm vào mặt của trưởng khoa ngay giữa cuộc họp đó.
sau vài lời tranh cãi, một cách hành xử khá là kỳ lạ của những người được coi là có văn hóa, và đặc biệt là của những người giảng viên dạy trong một môi trường học viện giáo dục. Câu chuyện thứ ba, mặc dù nó không liên quan trực tiếp đến giáo dục, nhưng nếu mà những người làm công tác giáo dục thì có thể nhìn thấy ở đó cái tác động của giáo dục đến cái ứng xử của thế hệ trẻ ngày hôm nay. Đó là câu chuyện ở trên báo VN Express đưa thông tin một bạn thanh niên trẻ đã tát một người khác bởi vì một lý do cực kỳ vô lý. Đó là bạn thanh niên đó nhờ người khác chụp hình dùng, nhưng người đó từ chối và bạn thanh niên đã hành hung người đó, đã tát vào mặt người đó. Có nghĩa là chúng ta thấy điều gì qua cả những câu chuyện, không phải chỉ gần đây mà trước đây chúng ta vẫn thấy rằng mặc dù cái chuyện bạo hành học sinh, cái chuyện mà nhục mạ học sinh đã được nói đi nói lại rất nhiều lần, cũng đã được nhắc nhở rất nhiều lần trên báo chí, nhưng mà chúng ta thấy là rồi chỉ về một vài khoảng thời gian ngắn sau đó lại xảy ra chuyện giáo viên hành hung học sinh, rồi giáo viên buộc học sinh phải đối xử bạo lực với bạn bè, vân vân. Vậy thì chúng ta thấy cái điều gì đã làm dẫn đến cái tình trạng đó? Thực ra thì bản thân tôi cũng vậy. Cách đây tôi ra trường, tôi tốt nghiệp sư phạm năm 1983, có nghĩa là cách đây khoảng 35 năm rồi. Và có thể nói rằng là khi tôi lớn lên trong một cái môi trường giáo dục mà lúc đó người ta hiểu rất cụ thể cái câu nói yêu cho roi cho vọt một cách rất là cụ thể theo đúng nghĩa đen của nó. Xin chào bạn Bùi Giang. Người ta cảm thấy rằng cái chuyện mà nếu giáo viên có đánh học trò một vài roi, giáo viên có những cái hành động mà xúc phạm đến thân thể học trò là chị chấp nhận được, bởi vì có thể là giáo viên đó yêu thương học trò và áp dụng đúng câu thương cho roi cho vọt. Và chính vì cũng đã từng lớn lên trong cái môi trường giáo dục đó, vì vậy tôi cũng đã mang quan điểm là gì? Thương học trò thì phải rất là nghiêm khắc với học trò, phải xử phạt học trò, thậm chí cũng phải đánh học trò như vậy. Và có lẽ cái việc làm đó, tôi nhớ là không sai thì tôi như trong cái bài viết chuẩn bị cho cái buổi tán chiều tối hôm nay, thì tôi đã biết rằng là 4 năm từ năm 1983 cho tới năm 1987 tôi đã đi theo cái môn phái yêu cho roi cho vọt đúng nghĩa đen đó. Và có lẽ ngày hôm nay nếu các bạn gặp lại những học trò cũ của tôi vào thời điểm đó, các bạn cũng có thể nghe được các em học sinh đó kể về những các em nó sợ tôi như thế nào, và các em nó đã từng phải trải qua những cái lúc, cái giờ khắc mà căng thẳng ra sao. Và thú thật, tôi cũng đã từng có lúc cảm thấy rằng hình như cái phương pháp đó cũng khá là hiệu quả. Có nghĩa là các em nó cũng sợ, nó cũng nghe. Tuy nhiên, một buổi chiều tôi đã tình cờ gặp được quyển Tô Thư Trang, cô bé ngồi bên cửa sổ. Một quyển sách mà nếu mà lúc đầu nhìn vào tôi không nghĩ rằng đó là một quyển sách về giáo dục, mà tôi nghĩ rằng đó là một quyển sách chuyên về chuyện ngôn tình, nói theo ngôn ngữ hiện nay đó là quyển sách ngôn tình. Và cũng không hiểu tại sao luôn, vì một lý do nào đó tôi đã chọn mua quyển sách đó mà không hề đọc trước, cũng không hề xem trước nội dung. Có lẽ lúc đó mình cũng chỉ tò mò mua một quyển sách may rủi thì xem sao. Nhưng mà thực sự khi đọc quyển sách đó xong, tôi đã phải đọc quyển sách đó, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Và hàng năm cứ hễ tới những đầu năm học, tôi lại đọc lại quyển sách đó để tìm cho mình cái ý tưởng về việc giáo dục học sinh của mình như thế nào. Ở đây có lẽ quyển sách này cũng là một cái quyển sách khá là nổi tiếng và có rất nhiều bạn đã từng đọc quyển sách đó. Và quyển sách thì đó không có một cái gì cao siêu, cũng không có một cái gì là gọi là ghê gớm, chỉ là một cái câu chuyện của một cô bé Tô Thư Trang. Cô bé này là một học sinh bị đuổi ra khỏi một cái ngôi trường công, chúng ta tạm gọi là trường công ở Nhật.
một ngôi trường công ở Nhật. Và cái ngôi trường công đó cũng giống như ba ngôi trường công khác, đòi hỏi học sinh khi tới lớp. Mà chúng ta thấy ngày hôm nay, nếu các anh chị, nếu các bạn có coi những cái video, những cái giờ dạy, thậm chí là những cái giờ dạy mẫu, những cái giờ dạy gọi là giờ dạy của các giáo viên giỏi, nếu các chúng ta quan sát, chúng ta nhìn thấy rất là, thấy một cái hình ảnh rất là giống nhau. Đó là các em học sinh, các em học sinh phải đặt hai tay lên bàn và ngồi khoanh tay rất là đàng hoàng, nghiêm túc trong giờ học đó. Và nếu các anh chị nhìn coi kỹ những video đó, các anh chị sẽ thấy các em luôn luôn ngồi rất là nghiêm túc, không em nào quay qua quay lại, cũng không có em nào cự quậy gì cả. Thì cái cô bé Toto Chan cũng ở trong một lớp đó, nhưng không may cô bé Toto Chan này lại là một cô bé hiếu động. Cô ta khó mà có thể ngồi yên được ở trong lớp học của mình, và chính vì vậy cô ta đã phải bị chuyển trường nhiều lần. Và cái lần đó là cái lần cuối cùng mà cô ta bị đuổi ra khỏi một cái trường công. Để rồi cô bé đó đành phải chấp nhận đi đến một cái trường, một cái trường chỉ có khoảng hơn 50 học sinh, một cái trường mà không phải là những dãy nhà cao tầng, những phòng học hoành tráng, hoặc là những giáo viên gọi là rất là mẫu mực trong dấu mặt kép, nhìn mặt lúc nào cũng rất là nghiêm, rất là nhìn mặt của của giáo viên lúc nào cũng rất là đạo mạo, chững chạc và sư phạm. Mà ngược lại, cái ngôi trường mà cô bé buộc phải chuyển tới học, bởi vì cô bé không còn ngôi trường nào khác nhập vào, là một cái ngôi trường nhỏ không quá 50 học sinh và được học trên 6 toa tàu lửa cũ. Thậm chí cổng trường cũng không hề có một cái cổng cho nó đàng hoàng giống như những trường không khác, mà cổng trường đó là hai cái gốc cây còn nguyên rễ, và ở trên đó chỉ gắn cái bảng tên trường nhỏ. Tuy nhiên, dưới cái cặp mắt của cô bé Toto Chan này, thì cô ta lại nhìn thấy rằng ô, cái ngôi trường này có vẻ thích hợp với mình. Và cô ta đã tò mò đi vào trong ngôi trường đó. Và cái ấn tượng đầu tiên mà cô bé đã nhìn thấy đó là một ông hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng này không giống như tất cả những hiệu trưởng khác, ngồi trong một cái ghế bành to, trong một gian phòng kín, rồi lúc nào mặt cũng đăm đăm khó khăn. Mà thầy hiệu trưởng này rất dễ thương, ăn mặc tần tật. Và điều quan trọng là thầy hiệu trưởng này đã lắng nghe cô bé nói chuyện ngay trong lần gặp đầu tiên mà cô bé đã đến trường. Thầy hiệu trưởng đó đã bỏ ra 4 tiếng đồng hồ để chỉ ngồi nghe cô bé đó kể về tất cả những cái chuyện của cô ta. Và nghe một, không phải nghe, nghe gọi là nghe cho qua, mà nghe một cách chăm chú. Và thầy cảm thấy, thầy động viên rồi thầy thán phục, và thầy đưa ra những cái lời nhận xét và làm cho cô bé cảm thấy rằng mình được tôn trọng thực sự. Và cứ thế, từng ngày cô bé Toto Chan này lớn lên trong cái ngôi trường của cô ta, trường Tomoe, nếu tôi nhớ không lầm, trường đó gọi là trường Tomoe. Cô bé lớn lên trong ngôi trường đó, và mỗi ngày cô ta đến trường thực sự đúng nghĩa là một ngày vui. Cô ta cảm thấy là những cái hoạt động ở trong lớp học những không hề khó khăn, không hề kỳ lạ, không hề khó khăn, mà thậm chí cũng không hề là mang tính ép buộc. Cô bé có thể ngồi trên cái sàn nhà của cái toa tàu đó để học, có thể ngồi bên cửa sổ thỉnh thoảng nhìn ra đường một chút, rồi tới giờ ăn thì mọi người ăn, vừa ăn rồi hát về những về một cái bài ca, về cái ca cảm ơn tự nhiên đã mang đến cho những người các món ăn ngon. Rồi cùng với thầy hiệu trưởng ra vườn của trường để làm. Mà chúng ta nhìn thấy ở đó một cái mô hình, một cái trường mà ngày hôm nay ở Việt Nam chúng ta đang bắt đầu có một số đơn vị thực hiện. Đó là cái mô hình STEM. Mô hình STEM áp dụng những kiến thức về khoa học, về kỹ thuật, về công nghệ và về toán học vào trong đời sống bình thường. Và chúng ta nhớ cho cái ngôi trường Tomoe đó tồn tại từ năm 1930 mấy, 1935, 36, 37, có nghĩa là cách đây đã gần 90 năm. Thì cái điều gì ở trong cái câu chuyện đó đã làm cho thầy tôi thay đổi cái tư duy học tập, cái tư duy về giảng dạy của mình.
Đó chính là cái thái độ của người hiệu trưởng và thái độ của những giáo viên trong môi trường đó. Họ không cần phải la mắng học sinh, họ không cần phải đánh đập học sinh, họ không cần phải có những cái cách ứng xử một cách rất là cứng nhắc, rất là nghiêm khắc. Mà ngược lại, họ mang đến điều gì? Họ mang đến cho mỗi trẻ em khi đến trường đó là một niềm vui. Họ mang đến cho cái cô bé Toto Chan đó mỗi ngày đến lớp là một ngày mà cô bé đó được học thêm rất nhiều điều mới lạ trong cuộc sống. Và mỗi ngày cô bé đó đến trường là một ngày cô bé đó cảm thấy rằng cô bé đó thực sự được thầy cô yêu thương, được bạn bè cùng chia sẻ và được thầy hiệu trưởng quan tâm. Và chính cái cách giáo dục của thầy hiệu trưởng Kubayashi đó ở trong môi trường Komae đó đã tạo nên một cô bé Toto Chan. Và cô bé Toto Chan đó đã trở thành một nhà văn và chính là tác giả của tiểu thuyết của cái cuốn truyện Toto Chan, cô bé ngồi bên cửa sổ. Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn lại cũng cái nền giáo dục của chúng ta. Có lẽ những người mà ở cái lứa tuổi của chúng tôi, khoảng 55, 60, 55 như chúng tôi, thì luôn luôn có một cái sự giằng co giữa hai cái cách giáo dục mà chúng tôi tạm gọi là giáo dục truyền thống và giáo dục hiện đại. Mà điều này không phải là ít gặp trong cuộc sống, mà điều này tôi rất thường hay gặp trong công việc giảng dạy của mình cũng như trong công việc quản lý của mình. Những giáo viên ở độ tuổi của tôi, họ luôn luôn nói rằng là vào lớp học là phải nghiêm túc, học sinh tới lớp là phải tập trung nghe giảng, không được làm việc riêng, không được thế này, không được thế kia. Và thậm chí có những học sinh sẵn sàng bị đuổi ra khỏi lớp học chỉ vì em đó hiếu động, hoặc là em đó nghịch ngợm trong giờ học. Và họ không cần quan tâm đến tại sao em đó như thế, họ cũng không cần quan tâm đến tình cảm của em đó. Và nhiệm vụ của họ là, và họ cảm thấy họ hoàn thành nhiệm vụ khi nào? Khi họ lên trên lớp, họ trình bày xong bài giảng của họ, và cuối năm cái lớp của họ đạt được một cái chỉ tiêu nào đó mà do cấp trên đưa ra, thế là tốt. Và để làm được cái chỉ tiêu đó thì họ sẵn sàng áp dụng rất nhiều hình thức. Có thể hiện nay thì người ta không dùng bạo lực nhiều, nhưng mà người ta bạo lực với một cái cách khác. Đó là những cái lời nói không tôn trọng học sinh, những cái ánh mắt, những cái cử chỉ mà thể hiện ra rằng dưới con mắt của giáo viên đó thì em đó tốt nhất là em đó nên nghỉ học. Và với những giáo viên, không phải chỉ những giáo viên ở lứa tuổi chúng tôi đâu, mà ngay cả hiện nay một số các bạn giáo viên trẻ cũng vậy, cũng có khuynh hướng là phải kỷ luật, phải dùng biện pháp này, dùng biện pháp kia để đưa các em vô trong kỷ luật, đưa vô trong cái việc tuân thủ này đấy. Mà nếu tất cả các bạn theo dõi thấy thì thường trong thời gian gần đây, các giáo viên mà có vấn đề ứng xử bạo lực với trẻ em lại không phải là những người lớn lắm, mà lại là những thầy cô đang vừa mới ra trường chưa tới 10 năm. Và chúng ta có thể thấy được một điều nữa là gì? Chúng ta có thể thấy được một điều nữa, đó là cái việc ngày hôm nay trong gần đa số rất nhiều trường công, cái việc đấu tranh giữa cái cách giáo dục truyền thống, chúng ta tạm gọi là giáo dục truyền thống, giáo dục nghiêm khắc, giáo dục theo kiểu yêu cho roi cho vọt, và cách giáo dục mở, học sinh được tôn trọng, học sinh được đối xử một cách nhẹ nhàng, và cái quan hệ giữa thầy và trò nó không phải là cái quan hệ như thầy và trò trong quá khứ, mà quan hệ của thầy và trò như hiện trong cái nhà trường hiện nay, đó là cái quan hệ giữa cái người đi trước và người đi sau, cả hai là người bạn đồng hành cùng nhau. Và cái giằng co này nó vẫn tồn tại trong rất nhiều môi trường. Và thường thì những bạn giáo viên mà đi theo cái định hướng á, mà giáo dục bằng tình cảm, bằng yêu thương, bằng sự tôn trọng, luôn luôn là cái số ít
là trong nhà trường. Và thường thì họ luôn luôn gặp phải những cái ánh mắt dè chừng, những cái câu nói và làm cho họ cảm thấy buồn lòng, kỷ luật nghiêm khắc mà còn chưa ăn ai, huống chi thế này, huống chi thế kia. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm của chính bản thân mình, chúng tôi thấy được một điều như thế này. Nếu trong bất kỳ môi trường nào, các em học sinh của chúng ta được yêu thương, được tôn trọng và được đối thoại, điều quan trọng nhất là được đối thoại với các thầy cô của mình ở một cái vị thế là những người bạn đồng hành chứ không phải là thầy và trò nữa, thì lúc đó cái kỷ luật trong nhà trường nó sẽ được thực hiện một cách tốt hơn, nó có hiệu quả hơn, và các em thực hiện kỷ luật bởi vì các em yêu thầy cô giáo của mình chứ không phải vì các em sợ thầy cô giáo của mình. Có thể một số bạn nghĩ rằng tôi nói điều đó nó mang tính lý thuyết, nhưng mà tôi xin kể ra chỉ hai câu chuyện mà trong quá trình làm công tác quản lý tôi đã từng áp dụng và đã từng thành công. Câu chuyện thứ nhất, đó là cái câu chuyện mà có lẽ cách đây không lâu tôi đã kể với các anh chị, các bạn cũng ở trên trên 8 cuối tuần này. Đó là cái việc quản lý học sinh sử dụng điện thoại ở trong giờ học. Nếu ngày hôm nay chúng ta vào tất cả các trường công, chúng ta đã thấy rằng trong bản nội quy của nhà trường sẽ ghi lên rất rõ học sinh không được sử dụng điện thoại trong giờ học. Và cái cách đa số tôi, bằng cái cách mà tôi đi qua một số trường mà tôi đã thấy, cái cách mà người ta quản lý học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học đó là bằng cái cách, bằng cái hình thức là giám thị hoặc giáo viên chủ nhiệm sẽ đi ngang qua cửa sổ của lớp, nhìn vô và bạn nào sử dụng điện thoại trong giờ học, bạn đó sẽ được tịch thu điện thoại. Vậy thôi. Và không có một cái lời giải thích, cũng không có cần có một điều gì hết. Tuy nhiên, với cách làm như vậy luôn luôn xảy ra tình trạng thứ nhất là học sinh luôn luôn tìm cách để qua mặt giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giám thị, và các em cảm thấy tự hào khi mình có thể sử dụng điện thoại mà giáo viên không hề phát hiện ra. Giống như là các em có một cái cảm giác khoái trá, đó là các em đã chiến thắng được giáo viên. Cái thứ hai, chúng ta đang vô tình tạo cho các em một thói quen xấu, đó là thói quen dối trá, lén lút. Ta đã từng thấy rất nhiều lần học sinh ngồi mặt thì nhìn lên bàn, mặt thì nhìn lên bảng, nhưng mà tay thì đút xuống gầm bàn và nhắn tin. Tôi đã suy nghĩ điều đó rất là nhiều, và ở trong cái môi trường tôi đã từng quản lý, tôi đã thay đổi, tôi đã đưa ra một cái cách quản lý khác về vấn đề điện thoại di động này. Tôi đưa ra cho mỗi lớp một cái hộp giống như một cái hộp bánh, và tôi trao đổi với các bạn giáo viên chủ nhiệm cũng như trao đổi với các em học sinh của tôi trước sân trường. Thầy mong muốn rằng đầu giờ các con hãy bỏ điện thoại của mình vào trong chiếc hộp đó và để lên bàn giáo viên. Tụi con sẽ được sử dụng điện thoại trong giờ giải lao của buổi học và khi hết buổi học. Cái việc mà thầy muốn tụi con để điện thoại lên trên bàn giáo viên đơn giản không phải là cấm đoán tụi con sử dụng điện thoại, mà điều thầy mong muốn đó là tụi con được tập trung trong giờ học tốt hơn, không bị chi trí vào điện thoại. Còn nếu giả sử như trong giờ học đó có cuộc điện thoại gọi tới từ bố hoặc mẹ, thì tụi con vẫn có thể lên bàn giáo viên cầm điện thoại xin phép giáo viên cho tụi con nghe cuộc điện thoại đó, không sao hết. Và chúng tôi cũng không có cần thiết phải chính giáo viên chủ nhiệm làm cái việc thu gom điện thoại, mà tôi trao đổi với các bạn lớp trưởng cũng như trao đổi với tất cả các bạn học sinh khác, là cái việc điện thoại này thầy tin rằng tụi con sẽ tự làm với nhau được và lớp trưởng sẽ làm điều đó tốt hơn. Và chúng tôi đã áp dụng điều đó trong tuần lễ đầu tiên. Ngay khi áp dụng như vậy, rất nhiều giáo viên cũng không tin rằng các em học sinh có thể chủ động không sử dụng điện thoại, bởi vì trước đây có giám thị, có giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn canh chừng và các em vẫn lén lút. Bây giờ không ai canh hết, thế thì làm sao mà các em không sử dụng điện thoại được? Nhưng thông qua một
tuần lễ chúng tôi đã theo dõi và tôi thấy một điều là gì? Đầu giờ buổi sáng các bạn đã tự giác bỏ điện thoại vô trong cái hộp vali để chúng bạn giáo viên. Và các bạn tới giờ ra chơi các bạn lấy điện thoại xuống các bạn sử dụng chơi nhắn tin này nọ xong, lướt Facebook xong. Khi bắt đầu vào lớp hết trình chuông các bạn lại bỏ lên điện thoại. Và cho tới bây giờ cái nền nếp đó vẫn đang được duy trì rất là tốt. Đó là câu chuyện thứ nhất. Chúng ta làm phân tích cho học sinh thấy rõ cái điều mình làm nó có lợi cho các em. Và chúng ta tôn trọng các em, tôn trọng quyền được sử dụng của các em, đồng thời chỉ cho các em cái cách sử dụng như nào đúng, thì cái kỷ luật các em sẽ tự giác tuân thủ. Và các em không cần phải giấu giếm, không cần phải dối trá, và các em cũng không cần phải đối phó với giáo viên. Điều quan trọng, các anh chị hãy chỉ cho học sinh cái con đường để các em giải quyết vấn đề của mình. Câu chuyện thứ hai cũng đơn giản thôi. Tạo cho các em một cái không gian để các em có một chỗ ngồi ăn đàng hoàng. Không phải trốn ở trong lớp ăn, không phải ăn dưới chân cầu thang, không phải lén lút ăn ăn buổi sáng. Mà chúng tôi bố trí cho các em lên nhà ăn của trường, ngồi ăn đàng hoàng. Chỉ với một điều kiện duy nhất, sau khi các bạn ăn xong, các bạn hãy dọn dẹp cái chỗ ngồi của mình sạch sẽ như lúc các bạn vừa tới. Cái lúc đầu thì cũng có một số bạn quên đi, ăn xong đứng lên và các bạn để lại. Nhưng ngay lúc thì lúc đó, trong tuần lễ đầu chúng tôi áp dụng điều đó, thì các thầy cô cũng kêu rất là nhẹ nhàng lại nhắc nhở các bạn: con quên chưa dọn bàn. Các bạn quay lại các bạn dọn một cách rất là thoải mái và các bạn cười, thậm chí có bạn còn nói: à xin lỗi cô, con quên. Nhưng dần dần sau đó, khoảng 2 tuần sau, thì các bạn đã thực hiện việc đó một cách hoàn toàn rất là nghiêm túc và không hề có bất kỳ một cái sự cố nào xảy ra sau nữa. Thì các bạn thấy, khi các em được đối xử tôn trọng như những người lớn, được yêu thương và được nói lên những cái điều các em mong muốn, thì mọi chuyện nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và tôi thấy rằng bắt đầu từ năm 1987, sau khi đọc cái quyển Tôi Thương Cha Người Mình, cô bé vừa bên cửa sổ đã xong, tôi suy nghĩ và tôi nghĩ rằng là tôi, bản thân tôi phải thay đổi cái cách giáo dục của mình dựa trên cái việc tôn trọng, trên yêu thương, trên việc khơi dậy cái ý thức tự làm chủ của các em. Và điều quan trọng hơn cả, cho các em thấy rằng cái trường của mình, cái trường học đó không phải trường của ông hiệu trưởng, không phải trường của ai, mà cái trường học đó chính là một cái ngôi nhà thứ hai của các em. Để khi các em tới lớp, tới trường mỗi ngày, các em cảm thấy rằng đó là một cái niềm vui thật sự. Và có lẽ sau này khi tất cả những bạn học trò của tôi gặp lại, không bao giờ nghĩ rằng một ông thầy của những năm về trước, 4 năm về trước, thuộc lại ho ra lửa, bây giờ lại hoàn toàn khác, hòa đồng với học sinh, nói chuyện với học sinh, yêu thương các em và luôn luôn lắng nghe, luôn luôn ngồi và sẵn sàng trò chuyện để giúp cho các em giải tỏa được những cái nỗi buồn, những cái sự lo lắng, tất cả những vấn đề gì đó mà các em cần nói, các em được trình bày một cách thẳng thắn. Và cái ước muốn của chúng tôi, của những người, tôi nghĩ rằng của những người làm công tác 8 cuối tuần, đó là gì? Đó là mong muốn rằng cái môi trường Tomoe đó, mặc dù nó đã tồn tại ở Nhật cách đây 90 năm, cách đây gần 90 năm rồi, nhưng ước gì ở Việt Nam chúng ta ngày hôm nay, mỗi trường công, mỗi trường tư cũng đều là một môi trường Tomoe như vậy. Thì tôi nghĩ rằng sẽ không còn những cái chuyện một học sinh bị cả lớp tát cả 200 mấy chục cái, hoặc là một giáo viên hành hung học sinh, một giáo viên bắt học sinh uống nước giặt khăn lau bàn, vân vân. Và cái điều quan trọng nhất tôi cũng xin chia sẻ với các bạn đồng nghiệp của tôi, đó là các bạn hãy tin đi. Các bạn có thể giáo dục học sinh tuân thủ kỷ luật bằng con đường nghiêm khắc, bằng con đường sắt thép. Nhưng cái kỷ luật đó nó sẽ không bền và nó luôn luôn đòi hỏi phải có
cái ánh mắt của giáo viên đứng sau lưng các em. Nhưng nếu các bạn giáo dục học sinh bằng cái sự yêu thương, bằng sự tôn trọng, bằng cái cách để các em thấy được rằng các em làm vì các em, vì chính bản thân các em, và các em làm vì các em yêu thương thầy cô, các em đồng cảm với thầy cô, thì không cần có ánh mắt giáo viên sau lưng, các em vẫn có thể làm tốt mọi chuyện. Và tất cả mọi cái hình thức kỷ luật trong lớp, tất cả mọi nền nếp trong lớp cũng sẽ đi vào trong một cái nền nếp mà chúng ta mong muốn, mà không cần giáo viên phải phùng mang trợn mắt, không cần giáo viên phải sử dụng tất cả những biện pháp khác. Có lẽ cái điều đó chúng ta sẽ thấy khó, nhưng không có nghĩa là không làm được. Và chúc tất cả các đồng nghiệp của tôi, những người làm công tác giáo dục, đều trở thành những thầy hiệu trưởng Subaru đó ở trong ngôi trường Tomoe, để chúng ta đưa cái nền giáo dục Việt Nam chúng ta trở thành một nền giáo dục nhân bản, yêu thương và đầy sự tôn trọng các em học sinh của mình, chứ không phải một nền giáo dục mà mỗi sáng chúng ta thức dậy chúng ta phải lo lắng rằng con mình hôm nay tới trường có bị giáo viên bạo hành không, con mình hôm nay tới trường có bị giáo viên kỳ thị không, vân vân. Thì mỗi người chúng ta cùng chung tay một chút, chúng ta sẽ thúc đẩy cái nền giáo dục của mình thay đổi nhiều hơn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm đến buổi tán cuối tuần tối hôm nay, và xin chúc tất cả các bạn một buổi tối thứ bảy nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào.